Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải tạm dừng các chuyến bay giữa thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 ngày thực hiện lập chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại sẽ được thực hiện cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thông báo đến hãng hàng không Việt Nam, các cơ quan đơn vị liên quan đến việc khai thác các chuyến bay từ thành phố Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại thực hiện. Cục Hàng không Việt Nam cũng được giao chủ trì phối hợp với Cục Y tế và các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban dân thành phố Hải Phòng tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh để điều chỉnh khai thác vận tải hàng không đi đến thành phố Hải Phòng kịp thời. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém không đảm bảo chất lượng trong bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 3 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục đảm bảo chất lượng mặt đường êm thuận, thoát nước, tăng cường an toàn giao thông khu vực đèo dốc, đường cong có nguy cơ mất an toàn giao thông như Sơn Vạch, Biển Báo, Gương Cầu Lồi. Đồng thời yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ 3 kiên quyết giảm trừ tiền bảo dưỡng thường xuyên nếu các đơn vị để xảy ra tồn tại, cắt giảm chi phí cho công việc, không làm hoặc làm kém cho công tác bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao trách nhiệm của nhà thầu. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thành lập 7 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh từ ngày 24 tháng 5 năm 2021. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ sau 10 ngày thực hiện lập chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quy định, các chốt liên ngành Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, Khe Nước Lạnh, thị xã Nghi Sơn, Thạch Quảng và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Bãi Trành, huyện Như Xuân, Nga Điền, huyện Nga Sơn, Phú Thanh, huyện Quan Hóa, thường trực tại các đầu mối giao thông tiếp giáp với các tỉnh bạn để kiểm soát người, phương tiện ra vào tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng trực chốt sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nếu có phương tiện đi qua, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu dừng xe, kiểm tra, lập danh sách chủ phương tiện và hành khách, ghi lại lịch trình di chuyển của mỗi người. Đồng thời, lực lượng trực chốt kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở chủ phương tiện cũng như hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi luôn luôn nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm cao nhất để phục vụ cái trách nhiệm mà chốt kiểm dịch COVID được phân công. Đồng thời cố gắng kiểm soát một cách tốt nhất về các dòng phương tiện cũng như luồng phương tiện và người dân đi từ các địa phương khác vào tỉnh Thanh Hóa cũng như đi qua tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các điểm nóng về vùng dịch như ở thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và các điểm đã được công bố dịch của Bộ Y tế. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phát hiện được rất nhiều các cái trường hợp và tập trung những đối tượng vận tải hành khách công cộng, xe ô tô tuyến chạy đường dài, tuyến cố định. Thì một số nhà xe đã chấp hành rất tốt, nhưng vẫn còn các cái đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng thì ý thức việc chấp hành cũng như khuyến cáo của công tác phòng dịch cũng chưa được nâng cao. Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông, sau 10 ngày thực hiện, các chốt đã kiểm tra 3.450 phương tiện và 11.479 người, phát hiện 4 người Trung Quốc và một trường hợp cháu bé bị sốt nhẹ. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào đi từ vùng dịch về và chưa xử lý trường hợp nào. Xác định dịch bệnh COVID-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra lịch trình đi lại của xe khách từ địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về địa bàn tỉnh. Nếu thời gian tới diễn biến của dịch càng phức tạp, Cảnh sát Giao thông sẽ điều động thêm nhân lực tại các chốt kiểm soát liên ngành để làm nhiệm vụ 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ lễ để hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.